Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho người thứ ba đây. Chị người thứ ba này thì chị rất là hy vọng khi mà tôi làm video thì đừng để lộ chị ấy. Thực ra lại cũng chẳng có cái gì để lộ hết á, bởi vì tôi cũng không có nói tên của các chị nè, không nói tên của công ty các chị làm nè, mà cũng không có nói nhà các chị đâu. Mà những người mà sợ lộ thông tin á, là những người không cho tôi biết gì về cái công ty của họ, cũng không hề cho tôi biết tên của họ là gì. Chỉ có một chiếc lá, một cái bông hoa, hoặc là một cái con chim, hoặc là một cái biểu tượng gì đó thôi. Nhưng mà họ rất sợ người khác biết về họ. Trong khi đó, cái người thứ ba bữa trước tôi tư vấn và họ nhận tôi làm thân chủ đặc biệt, họ 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 đặt một cái lịch trình 10 tiếng cho cái lịch trình của họ mỗi đêm, 10 đêm liên tục để nói chuyện với tôi. Họ cho tôi biết hết cái công ty của họ. Họ chụp hình với người này, họ gửi hình nhân tình, họ gửi luôn, tức là trang Zalo của họ đầy đủ công ty, rồi sếp của họ là ai và cái người đàn ông đó như thế nào tôi biết hết á. Mà các bạn thấy tôi tư vấn tôi có nói tên họ không? Mà họ còn không sợ. Nhưng mà những người sợ tôi lại là những người kín đáo và chẳng ai biết họ là ai. Vậy thì cho tôi hỏi này, chẳng lẽ cái câu chuyện tình yêu hôn nhân của các bạn hoặc là chuyện mà bạn làm người thứ ba bạn kể hết cho thế giới này biết làm sao? Đó, hoặc là người mà đang xem cái kênh này có người giới thiệu với bạn rồi bạn đã kể cho người ta nghe hết rồi hay sao? Nếu mà kể hết rồi thì rõ ràng họ biết chuyện này rồi chứ sao lại tại tôi? Vấn đề ở đây là bạn quá nhạy cảm thôi. Không ai quan tâm đến bạn đâu. Bạn cứ sợ là thế gian này bàn về bạn. Xin lỗi bạn chứ trong kênh của tôi, người thứ ba nè, người mẫu nè, đại gia nè, rồi cô giáo nè, bác sĩ nè, tiến sĩ nè, DA, học vị lên tận DA rồi vẫn làm người thứ ba. Bạn có biết họ là ai không? Bạn có biết là họ là ai không? Họ là những người rất là nổi tiếng trong bộ máy nhà nước này mà tôi đâu có nói đâu. Cho tôi nói tôi cũng không dám nói nữa. Các bạn thấy đó, các bạn nhạy cảm quá thôi. Các bạn cứ nghĩ là người ta sẽ để ý bạn. Không ai để ý bạn đâu. Không ai biết bạn là ai hết á. Tôi còn không biết bạn là ai, làm sao người ta biết bạn là ai? Thế nên là các bạn khi mà làm người thứ ba thì tôi nghĩ các bạn cũng nên hiểu biết. Nên nghĩ rằng đây là một cái câu chuyện không phải là có một mình bạn là người thứ ba. Và không phải là chỉ một mình bạn mắc phải sai lầm. Và không phải duy nhất một mình bạn muốn bỏ người đàn ông có vợ đó. Thì khi mà các bạn đã tìm đến với tôi, thì các bạn tin tưởng tôi, các bạn cho tôi xem hình ảnh. Tôi cũng đâu có cung cấp hình ảnh đó cho ai đâu. Đúng không nào? Thế nên là các bạn cũng phải nên thả lỏng người ra để mà mình giải quyết cái vấn đề sao cho triệt để. Với cái tình huống của chị này á, thì bản thân tôi cũng chia sẻ với chị như sau. Mình có một khoảng thời gian yêu một người đàn ông mà mình lại chọn người đàn ông đó là cái người đàn ông có vợ, thì nguyên cái khoảng thời gian mình yêu họ, mình hồi hộp nè, mình lo lắng nè, mình bị người đàn ông nó giận hờn, mà đặc biệt là người đàn ông của chị á là người đàn ông quá nhiều những cái vấn đề tiêu cực, nên là ở với chị á, nào là nghi ngờ chị, ghen tuông với chị, nào là giận hờn chị, nào là bắt chị thanh minh, rồi nào là nghĩ chị thế này thế nọ thế kia. Vấn đề chính yếu là cái thời gian mà chị yêu người ta, chị không có được vui, chị không có được hạnh phúc trong cái tình yêu của mình. Ủa, yêu nhau để tìm cho nhau những cái niềm vui mà ở bên cạnh nhau có toàn cãi lộn không? Toàn là bế tắc, toàn là tức tối không à? Vậy thì có phải là chúng ta đang lãng phí cái khoảng thời gian mà chúng ta dành cho tình yêu không? Khi yêu một người nào đó mình cảm thấy vui nè, mình được đi chơi hoặc là mình được người đó dẫn mình đến chỗ này chỗ kia, công khai hoặc không công khai đi nữa, nhưng mà các bạn phải có niềm vui. Mình làm cái điều đó mình không có được vui, mình cứ lén la lén lút như là con trộm, như là ăn trộm hoặc là như là con chuột sắp đi ăn vụng vậy đó. Lúc nào mình cũng có cảm giác sẽ bị người ta đập chết, hoặc là có cái cảm giác mình cứ lén la lén lút, mình cứ thập thập thò thò, không có đường đường chính chính. Vậy thì cái giải pháp cho chị là tại sao chị không chọn cho mình một cái người mà người ta chết vợ này, người ta đã ly hôn này. Chị có thể tìm thấy cho mình một cái tình yêu chung thủy với một đối tượng độc thân. Bây giờ mình không có muốn lấy chồng, hoặc là mình chưa tìm thấy ai để mà mình có ý định muốn lấy chồng, thì ít ra cái đối tượng mà mình tìm đến nó phải là một cái đối tượng mà người ta có thể nghĩ là sẽ lấy chị làm vợ, hoặc bản thân chị cũng nghĩ là sẽ một lúc nào đó chị muốn lấy người ta làm chồng. Thì cái đối tượng đó dành riêng cho một ai đó, và cũng có thể cái đối tượng đó là dành cho chị. Khi mà chị nghĩ rằng chị không có tình cảm, chị không có cảm xúc với ai, thì cho tôi hỏi nè. Cái lúc đầu tiên chị đến với anh này, chị cũng đâu có nghĩ là chị sẽ đến với anh này. Chị cũng đâu có nghĩ là chị sẽ có tình cảm với người nào cũng có vợ, đúng không? Thì ngay tại thời điểm bây giờ chị cũng nghĩ là
Bây giờ chị không biết yêu ai, rồi chị không có biết là mình xây dựng tình cảm với ai. Vậy cho tôi hỏi chị một câu. Ngày xưa chị cũng đâu có nghĩ chị xây dựng tình cảm với ai đâu. Chị cũng nghĩ là sau khi mà chị ly hôn chồng, chị cũng không yêu ai, chị không làm người thứ ba đâu. Rồi cuối cùng chị cũng làm người thứ ba, đúng không? Rồi, chắc chị chẳng thể lấy được ai hết, chị chẳng thể mở lòng, chị chẳng thể yêu ai. Mà cuối cùng chị yêu người có vợ đó chị. Thế nên là điều gì nó cũng có thể xảy ra với chị. Nên là chị đừng có khựng mình lại ở cái điểm sai mà mình cứ sai hoài. Đấy không phải là lý do, mà đó chỉ là một cái điểm yếu nó níu giữ chân của chị lại, để làm cho chị không thoát ra khỏi cái sự đau khổ và cái sự bế tắc mà bây giờ chị đang mắc kẹt. Chị đang bị mắc kẹt trong cái mớ lưới, thì mình gỡ ra từng chút một thì mình thoát khỏi cái sự rắc rối đó, thì mình sẽ tìm đến cái lối đi cho mình thôi. Còn giờ không ai kê cái dao vô cổ chị, bắt chị phải yêu người ta, và người ta cũng không có phải là cái đối tượng mà tha thiết để mà giữ chân chị lại. Người ta nói với chị những câu rất nặng lời: em không thích thì em cứ đi đi, em không yêu tôi thì em có thằng khác, chứ mắc gì mà em cứ phải nói tới nói lui đó. Những cái câu nói như thế chưa đủ làm cho chị tổn thương sao? Và rõ ràng anh ta cũng nói thẳng: em không chồng, anh thì không bỏ vợ, mình có gì ràng buộc với nhau đâu mà em phải nói nặng lời, em đang nghiến anh chi vậy đó. Chị thấy không, anh ta đã nói những cái câu nói như thế với chị thì chị cần phải tỉnh nhé. Chị đâu là gì trong cuộc đời anh ta, mình đến với nhau vui vẻ rồi ngủ chung với nhau vậy thôi, chứ em đang nghiến chi vậy, em ghen với vợ anh chi vậy, em hỏi để làm chi vậy, em biết để làm chi vậy. Tức là sao, anh ta khẳng định và đưa chị vào cái vị thế chị chỉ là người tình, chị chỉ là một tình nhân với anh ta, và chị không có quyền đi sâu vào cái thế giới gia đình của họ. Và nếu mà chị á mà đi là gặp hoặc là nói chuyện gì với người vợ kia, thì người đó nói với chị rằng anh ta sẽ không để cho chị yên đâu nếu mà chị đã làm tổn hại đến anh ta. Bởi vì anh ta không hề hứa với chị là kết hôn với chị, anh ta không hề lừa chị, vì chị đến với anh ta, chị biết anh ta là đã có vợ, chứ anh ta không hề lừa dối chị, anh ta không hề gạt gẫm chị, mà bản thân chị có tình cảm với anh ta và anh ta cũng có tình cảm với chị, thì hai người tự nguyện, tự nhiên và tự đến với nhau. Thì khi mà cảm thấy vui vẻ không được á, thì chia tay thế thôi. Anh ta nói những cái lời như vậy khiến cho chị đau, rất là đau, rất là tổn thương. Thì bởi vì cái lời nói đó là anh ta để cho chị tự quyết định xem chị có nên ở lại hay không. Nếu ở lại thì phải ngoan, phải nghe lời, phải hiền, phải phải biết điều với anh ta, phải chấp nhận những cái điều kiện như thế chị mới được ở lại trong cái cuộc chơi, mà cuộc chơi đó không phải là cuộc đời của chị. Và cuộc chơi đó anh ta sẽ là cái người kết thúc cái cuộc chơi, và chị nếu mà muốn chơi tiếp á, thì chị phải nghe lời anh ta. Còn nếu mà chị không muốn chơi thì chị cứ đi đi, anh ta cũng không có níu kéo chị. Đó, chị thấy không? Cái sự quyết định này không phải ở nơi chị mà ở nơi người đàn ông. Người đàn ông đã đưa ra cho chị những cái luật chơi rất là rõ. Nếu mà bây giờ chị cứ dùng dằng ở trong cái mối quan hệ này nữa thì chị sẽ buồn khổ thôi. Ha, người đàn ông này nói thẳng không có bỏ vợ để lấy chị, không có lừa dối chị để mà dụ tiền của chị, mà cũng chưa từng hứa hẹn với chị là sẽ bỏ vợ để mà đưa chị về thay thế làm người vợ đó. Thế nên là chị không có quyền trách anh ta. Anh ta nói thẳng như vậy, mình vui vẻ với nhau thì mình đến, còn mình không vui vẻ với nhau thì mình đừng có tìm đến với nhau để mà giày xé nhau. Chị thấy không? Những cái lời nói hết sức là rõ ràng. Nếu mà hỏi rằng anh ta có đẻo hay không thì tôi trả lời thẳng với chị luôn nha, anh ta không có đẻo, mà anh ta đang nói một cách rất là thật, anh ta nói một cách rất là thẳng thắn, vì mối quan hệ của chị nó là như thế đấy, nó là như vậy đó. Mình nhìn vào cái vấn đề của mình để mà mình coi như là tỉnh táo một xíu, mình phải sáng suốt xíu. Còn nếu mà mình cứ đưa mình vào những cái thế sai để mà nghĩ rằng anh ta luôn đúng á, thì chị chẳng bao giờ đúng được rồi. Tại vì chị bước vào mối quan hệ này nó đã sai rồi mà. Mình yêu chồng của kẻ khác mà mình lại ghen với vợ của người ta. Mình cấm đoán người ta là đừng có quan hệ, đừng có ngủ với vợ của người ta. Trong khi chị rất ghen nhưng anh ta chưa yêu chị nhiều đến mức mà chán vợ. Ai, cái điểm này mới quan trọng đấy chị. Anh ta chưa yêu chị nhiều đến mức chán vợ. Chứ nếu anh ta chán vợ là anh ta đã bỏ vợ lấy chị rồi. Nhưng mà tất cả mọi thứ của anh ta không đánh đổi để có được chị, chứng tỏ là chị không phải là cái người ở cái mức ưu tiên hàng đầu. Ví dụ như là anh ta nghe một cái cuộc điện thoại: alo alo, anh về liền, em đang có chuyện nhờ anh đây. Vợ anh ta gọi điện thoại cho anh ta và nói như thế, anh ta bỏ về liền, thì chứng tỏ là chị không phải là cái đối tượng ưu tiên mà anh ta phải ở lại bên cạnh chị. Đó, chị chưa đủ gọi là làm cho anh ta yêu chị đến mức mà anh ta buông bỏ mọi thứ. Và chị đang là cái người
muốn tấn công đồn địch, gọi là muốn công phá để gọi là phá chốt đồn địch, tức là mình đi vào một cái thế giới mà nơi đó người ta đã có cái sự cố định, đó chính là một gia đình có sẵn. Chị muốn đến và lấy người đàn ông đó làm chồng, nhưng bản thân người đàn ông đó chưa hề chán vợ đến mức muốn bỏ vợ, và anh ta chỉ muốn rong chơi vui chơi với chị, và gia đình của anh ta thì anh ta vẫn giữ. Thì đây là một cái thực tế mà chị cần phải nhìn thẳng vào nó, chị mới giải quyết được vấn đề. Còn chị hỏi tôi làm sao hả? Tất cả mọi thứ trong cái vấn đề mà người đàn bà mà yêu đàn ông có vợ, mà người đàn ông đó lại không có bỏ vợ để lấy người đàn bà đó, thì người đàn bà đó chờ đợi là vô ích. Người đàn bà đó yêu và cứ lầm lạc trong cái mối tình như vậy là sai lầm. Dừng lại là tốt nhất. Và mình phải thoát ra, nếu mình cô đơn, mình cần người đàn ông thì mình tìm cho mình một cái người nào đó dành riêng cho mình. Có rất là nhiều người bên ngoài kia vẫn đang cô đơn, chưa có chồng, chưa có vợ thì đến với nhau. Còn có những người đã ly hôn rồi nè, những người đã chết vợ thì chị có thể tìm thấy cái đối tượng đó. Ở trên mạng cũng có những trang mạng mà chị đóng tiền vào, đóng tiền càng mắc thì chị sẽ tìm được những người có cái danh phận rất là cao. Bởi vì họ là những người kín đáo, họ không có muốn những cái thành phần mà gọi là không có giống họ tìm thấy họ. Họ muốn tìm thấy những người ở cái tầng cao giống như họ. Thì chính vì vậy, mây tầng nào gió tầng đó. Thì chị muốn gặp những người như vậy thì chị phải chấp nhận cái sự thử thách lúc đầu nó hơi khó một xíu. Trên đời này nếu mình chịu khó đi tìm kiếm thì mình sẽ tìm kiếm được thứ mình thấy. Còn mình cứ lười biếng mà mình cứ nghĩ rằng không ai lấy tôi, thì nếu mà chị nghĩ như vậy chắc thế gian này những người ở nước Việt Nam không có lấy được người nước ngoài, mà những người nước ngoài chắc cũng không có lấy được người Việt Nam đâu chị Hằng. Mình phải có cái tư duy rộng lớn ra, tức là mình không tìm thấy đối tượng ở cái địa phương này, mình tìm ở cái đối tượng ở địa phương khác. Cái chuyện người thứ ba là cái chuyện xấu hổ mắc cỡ mà chị còn làm được, huống chi cái chuyện mà chị đi tìm chồng nó không hề xấu hổ mắc cỡ. Cái chuyện không hề xấu hổ mắc cỡ thì chị lại đi xấu hổ mắc cỡ. Còn cái chuyện mà đáng lẽ chị không nên làm, thứ nhất là tổn phước, cái thứ hai là nó hủy hoại đến danh tiếng của mình, và cái điều đó là cái chuyện mà mọi người không có ai tung hô, không ai khen, không có ai mà tán đồng khi chị làm chuyện đó, thì đó chính là cái chuyện xấu mà chị vẫn làm. Mà cái chuyện đi tìm chồng để được hạnh phúc hơn thì chị cho rằng mắc cỡ. Thì cái tư duy của chị nó đã suy nghĩ về cái đúng và cái sai nó không đúng rồi. Có nghĩa là làm một điều tốt đẹp cho mình thì chị cho đó là xấu hổ mắc cỡ. Còn làm cái điều mà tổn hại đến mình, làm cho mình mất đi danh dự, làm cho mình mất đi phước đức thì chị lại cho rằng đó là cái điều mà chị làm. Thì có phải là chị thấy vô lý không? Chính vì nhận thức của chị không có đúng đắn nên là chị mới có những sai lầm. Và khi mà chị yêu mà chị luôn luôn khổ đau thì rõ ràng là chị đang đeo đuổi theo những thứ sai lầm thì chị mới đau khổ như thế chứ. Còn người ta vui vẻ yêu nhau thì người ta cảm giác rất là thoải mái khi gặp nhau sau một tuần làm việc. Còn đằng này, cứ gặp nhau là cãi nhau, gặp nhau là ghen tuông như thế thì không có người đàn ông nào chọn chị đâu. Và bản thân người đàn ông khi mà đã trốn vợ đi ra ngoài, quan hệ, gặp gỡ hoặc là muốn ra đường mà gọi là chơi chút rồi về, mà người ta gặp những đối tượng mà cứ như chị ấy, là người ta cũng chán, người ta chơi rồi người ta chuồn, rồi người ta chơi xong người ta trốn vậy nhé. Tại vì người ta không có muốn bị áp lực, người ta không có muốn gọi là chịu trách nhiệm, bởi vì họ chỉ muốn chơi vui thôi mà, chứ họ đâu có muốn là chơi xong rồi họ lấy người đàn bà đó làm vợ đâu. Nếu mà họ lấy người đàn bà đó làm vợ thì họ đã bỏ người vợ chán ngắt của họ ở nhà để lấy chị rồi. Thế nên chị phải cần cân nhắc kỹ về những giá trị của bản thân. Mình đã có một cái cuộc hôn nhân không tốt đẹp thì mình cần tìm một cái người tốt đẹp hơn để mà mình kết hôn lại một lần nữa, hoặc ít ra là mình sẽ chỉnh sửa cái phiên bản của mình nó lành lặn một cách thực sự, rồi mình hãy tìm đến với những cái đối tượng mà cái đối tượng nó sẵn sàng dành cho chị, thì chị sẽ bớt tổn thương, bớt mất thời gian, thậm chí bớt những cái căn bệnh xã hội nữa. Vì mình yêu cuồng sống vội quá thì có khi mình phải trả giá vì những cái điều như vậy chị nhé. Rất là cảm ơn chị đã chọn tôi là người tư vấn, rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần tư vấn và chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay. Nghe đến đây á, thì nếu bạn nào lần đầu tiên xem đến kênh của tôi thì mong rằng các bạn sẽ đăng ký kênh cho tôi. Và nếu có những cái lời chia sẻ để giúp cho những vị khách hàng tư vấn tôi có được thêm nhiều cái góc độ nhìn nhận thì các bạn hãy để lại lời bình của mình ở bên dưới các bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, yêu mến kênh và xem những video của tôi phát tải hàng ngày trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.